Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử hồ niệm người lâm chung Tiểu sử và công hạnh của Đức Pháp Vương Giang Quang Trúc Ba Đức Pháp Vương Giang Quang Trúc Ba hiện đời đảng sinh năm 1963 Trong gia đình hành giả Kim Cương Thừa có dòng dõi tôn quý Phụ thân Ngài là Đức Khiapje Paigo Rinpoche Hóa thân đời thứ 36 Của Đại Dịch Giả Vairo Chana Một đệ tử trứ danh Của Thượng Sư Liên Hoa Sinh Thân mẫu là bà Mayumla Khonchok Bema Thuộc dòng dõi Thượng Sư Vĩ Đại Niyadak nian Của Truyền Thừa Nhưng Mapa Địa điểm ngày đảng sinh Là Thánh Địa Hồ Liên Hoa Sopema ở phía bắc Ấn Độ chính là nơi Đức Liên Hoa Sinh từng hiện sinh vào thế kỷ thứ 8. Thời điểm Ngài chào đời là ngày đảng sinh của Đức Liên Hoa Sinh, cũng là lúc Tăng Đoàn đang trình diễn vũ điệu Kim Cương mô tả tám hóa thân Liên Hoa Sinh. Trong thời gian thân mẫu Ngài hoài thai, nhiều người nghe thấy tiếng trì tụng tâm chú A-di-đà vang lên từ bụng bà. Vô số điềm lành vi diệu cũng đã xuất hiện vào thời điểm Đức Pháp Vương chào đời, như sấm sét, mưa bão nổi lên, tuyết rơi, trôi cầu vòng tuyệt đẹp cùng vô số điềm các tường tối thắng khác xuất hiện để chào đón sự tái thế của Bậc Thánh Nhân Giác Ngộ. Năm lên ba tuổi, Ngài được chính thức ấn chứng là chân hóa thân của Pháp Vương Gian Quang Trúc Ba, đời thứ 11, và được đón về giáo dưỡng tại Đại Tự Viện của Truyền Thừa Trúc Ba ở Đa Chilin, Ấn Độ. Sau quá trình tu học nghiêm cẩn dành cho bậc hóa thân đứng đầu một truyền thống Phật giáo lớn, Ngài chính thức trở lại dẫn dắt truyền thừa với sứ mệnh phụng sự nhân loại và vũ trụ bước vào thiên niên kỷ mới. Đức Pháp Vương gian Quang Trúc Ba đã đạt được thành tựu lớn lao trong công hạnh hoàng dương truyền thừa vì lợi ích vô lượng hữu tình. Nương ân đức và nỗ lực không ngừng nghỉ của Ngài, truyền thừa Trúc Ba vẫn thịnh vượng trong thời mạt Pháp này với hệ thống khoảng 1.000 tự viện tại các vùng miền trên dãy Himalaya như là Đắc, Nam Ấn, Tây Bengal, Lahore, Kino, Nepal, Bhutan, Sikkim và còn được hoàn truyền trọng khắp với sự hiện diện của các trung tâm trúc ba tại châu Á, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Monaco Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Châu Mỹ Latin, Argentina, Peru, Mexico và nhiều nhóm thực hành tại Bắc Mỹ. Là bậc lãnh đạo tâm linh tối thượng, Ngài thường nhận được lời thỉnh cầu tìm kiếm, xác nhận, ấn chứng hóa thân tái sinh, tiếng tạng gọi là tuân cu, của các bậc thượng sư giác ngộ ngài luôn thực hiện sứ mệnh quan trọng này với trách nhiệm nghiêm cẩn nhất, bởi các bậc hóa thân chuyển thế sẽ gánh vác những trọng trách lớn lao trong việc giáo hóa chúng sinh và hoàn truyền giáo pháp của Như Lai. Việc tìm ra, ấn chứng và đăng quang các bậc hóa thân Tôn cu đặc biệt có ý nghĩa trong thời mạt pháp ngày nay. Khi rất nhiều người còn không tin vào sự tái sinh và quy luật luân hồi nhân quả nghiệp báo. Trong bối cảnh này, sự ấn chứng Tấn Phong một bậc giác ngộ không chỉ minh chứng cho thế giới thấy các ngài đã hóa thân chuyển thế mà còn là bằng chứng vững chắc nhất cho giá trị và uy lực của sự thực hành Phật pháp và nhắc nhở mỗi người về quy luật nghiệp nhân quả đồng thời khích lệ rằng nếu biết đến con đường thực hành tâm linh thì chính chúng ta cũng có khả năng chứng đạt giác ngộ giải thoát vì truyền thừa trúc ba là truyền thừa thực hành đem phật pháp áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thông qua những hành động thiết thực của tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết nên mỗi phút giây trong hiện đời đức pháp vương đều mang tâm nguyện dấn thân hành động góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Ngài là tấm gương thiện hạnh mẫu mực, khuyến khích và truyền cảm hứng đến đông đảo mọi người. Năm 2007, ngài sáng lập phong trào từ thiện quốc tế Live to Love, sống để yêu thương. Đến nay đã được mở rộng trên phạm vi 16 quốc gia tập trung vào những dự án thiết thực như phát triển giáo dục cứu trợ y tế bảo vệ môi trường bảo tồn di sản văn hóa và bình đẳng giới mục đích của sống để yêu thương là nhằm khuyến khích mọi người kết nối quan tâm lẫn nhau hơn là chỉ tu tập trong sự tiện nghi cá nhân ngài dạy lòng từ bi cần được trưởng dưỡng nhưng chính tình yêu thương thể hiện qua hành động cũng rất cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng lòng từ vâng theo lời chỉ dạy của đức pháp vương các đệ tử của ngài tích cực tham gia các hoạt động thiện hạnh như xây dựng vận hành các trường học trạm xá tổ chức chương trình khám chữa bệnh từ thiện thực hiện các chương trình cứu trợ nhân đạo cho những vùng gặp thiên tai tham gia trồng cây bộ hành nhặt rác và giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người dân trên vùng Himalaya. Dưới sự hướng đạo của Đức Pháp Vương, các hoạt động và sáng kiến Live to Love ngày càng nhận được sự hưởng ứng hỗ trợ tích cực từ cộng đồng quốc tế, cũng như thu hút nhiều tình nguyện viên, bao gồm cả những người không theo đạo Phật. Trong 10 năm qua, Đức Pháp Vương liên tục phát động và dẫn đầu những chuyến bộ hành thường niên kéo dài nhiều tháng, xuyên qua khắp các vùng miền trên dãy Himalaya và các thánh địa tại Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, nhằm khơi gợi, kêu gọi ý thức cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa vùng Ấn Độ Himalaya và gìn giữ môi trường vì một thế giới xanh tươi, hòa bình và an lạc. Bậc đứng đầu truyền thừa của các thành tựu giả yogi luôn tâm nguyện mang lại cơ hội bình đẳng cho các nữ hành giả trong đời sống và trong việc thực hành giáo pháp đức pháp vương thường chia sẻ quan kiến giác ngộ không phân biệt giới tính từ bi không phân biệt giới tính trí tuệ không phân biệt giới tính bởi về bản lai chúng ta đều là phật và tất cả mọi người bất kể là nam hay nữ đều có tiềm năng và có toàn quyền chứng đạt giác ngộ cứu kính ngài đã thực hiện rất nhiều dự án với tâm nguyện mang lại quyền bình đẳng cho nữ hành giả không chỉ trong việc thụ nhận tu tập giáo lý căn bản cũng như cao cấp mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì một thế giới tốt lành hơn đức pháp vương cũng đưa ra sáng kiến và hỗ trợ tích cực cho công tác tổ chức hội đồng trúc ba thường niên nơi vân tập của chư thượng sư và đệ tử truyền thừa trúc ba trên toàn thế giới và là diễn đàn để mọi người chung sức đồng lòng vận dụng các năng lực chữa lành của đạo phật góp phần giải quyết những vấn đề khủng hoảng của xã hội hiện đại các nỗ lực và đóng góp trên phương diện thiện hạnh xã hội của Ngài đã được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng tôn quý như Cúp Anh Hùng Xanh, Giải Thành Tựu Trọn Đời của Chính phủ Ấn Độ. Ngài cũng được Thái tử Charles của Vương quốc Anh và Ban tổ chức Giải thưởng Trái Đất thỉnh mời tham gia Ủy ban Giám khảo của Giải thưởng Cao Quý này. Tháng 9 năm 2010, Đức Pháp Vương được Liên Hiệp Quốc trao tặng kỷ niệm chương vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tôn vinh những tổ chức và cá nhân đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phát triển thiên niên kỷ trên phạm vi toàn cầu. Vào tháng 9 năm 2013, Liên Hiệp Quốc tiếp tục vinh danh Ngài là bậc bảo hộ của vùng Himalaya và trao tặng Ngài giải thưởng South South Awards cho những nỗ lực nhân đạo và đóng góp bảo tồn môi trường thế giới. Kể từ năm 2007, khi đất nước Việt Nam lần đầu tiên được Phúc Đức Thắng Duyên tiếp đón gót sen của Đức Pháp Vương, Ngài đã năm lần từ bi quan lâm để cầu nguyện quốc thái dân an, hoàng pháp độ sinh, đồng thời đóng góp trí tuệ và hướng đạo trong việc xây dựng di sản kiến trúc văn hóa Phật giáo, lợi ích cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Các giáo Pháp và khai thị của Đức Pháp Vương đã được chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ, phát hành rộng khắp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhiều tác phẩm của Ngài đã được biên dịch và phát hành, trong đó đặc biệt có Ba Đô, Bí mật nghệ thuật sinh tử muốn bách khoa trí tuệ và tài liệu dẫn nhập vào bộ môn nghệ thuật sinh tử theo truyền thống phật giáo kim cương thừa